Hello, xin chào mọi người. Chào mừng đến với kênh của mình. Hôm nay mình quay cho mọi người xem. Đây là pizza. Là pizza ở tiệm buffet. Ở một tiệm buffet. Để tiếp tục quay đây là những cái pizza ở tiệm này. Đây pizza ở tiệm này đó, có gì đó thôi. Và đây là bánh mì, còn bên kia này là mì. Đây là mì. Đây là đồ mễ, taco của mễ. Cái này là bánh mì. Phía bên này là rau, các loại rau. Lấy miếng rau ăn. Xà lách. Bỏ nhiều xà lách. Bỏ nhiều sắt đà. Bài hay quá, đổ lên lên range. Trứng. Giờ này vắng hết, người ta qua bên chỗ trò chơi hết trơn rồi, đã dẫn con nít đi chơi qua trò chơi hết. Hồi nãy đông lắm, vô ào ào luôn khách. Bây giờ thì không có ai. Đây là
cua để làm mấy cái bánh kem. Bánh kem với bên này là quầy bánh. Bring the salad. New modelo chilada fresa picante. Authentic Mexican beef. Old chocolate flavor. And a hint of spice. Modelo chilada. Bring the salad.